Mình đang đứng trên cây cầu qua chợ Cái Nước các bạn. Ở đây thì có cái vựa bán tràm cừ tre rất là lớn luôn, tầm vong. Bà con đang vận chuyển tầm vong xuống ghe nha các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều bà con làm rất là nhiều nghề. Ở đây tràm, vựa tràm thì rất là lớn luôn nha các bạn. Mà đi thẳng hướng này mình quẹo trái sẽ tới chợ nha các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều cầu luôn nè. Mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình đang ở chợ Cái Nước. Đây là nhà làm chợ của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nha các bạn. Đây là cái ngôi chợ cũng rất là lớn. Cái chợ phía trong thì nó gồm nhiều ngã ba, ngã tư. Buổi sáng thì bà con đi lại mua hàng hóa rất là nhiều. Ở đây có bên chợ đây cặp cái bến lên hàng luôn các bạn. Xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn xem cái vị trí bà con lên hàng cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mời các bạn tiến vào chợ của mình nha. Mình sẽ đi phía bên tay phải trước. Khoảng 8 giờ nha các bạn. Mọi người vẫn còn đi mua rất là nhiều trong chợ. Thì đi vô khoảng khúc mình sẽ gặp một cái ngã tư. Mình đi thẳng luôn là mình đi vô chợ cá, còn mình đi qua bên đây là mình sẽ đi vô nhà làm chợ nha các bạn. Phía bên đây nữa thì mình đi ra đường vòng lại luôn. Ở đây xe cộ rất là sầm uất luôn. Có quán nè. Bán đồng hồ. Còn đây là đa số bán giày dép, quần áo nhiều các bạn. Sáng nay có cơn mưa nhẹ nên thời tiết cũng rất là mát luôn các bạn. Nhà làm chợ thì bán toàn bộ dép không? Đây có tiệm mỹ phẩm lớn nữa mà Bảo Ngọc. Đây là chợ cam. Cầm cái 5.000 hả chị? Đánh bao? Vậy luôn. Bán từ sáng giờ luôn hả chị? Cái cao này bán ngày được khoảng nhiêu cái? 100 cái hả? Cao biết bao luôn hả? Cao đến bao luôn là ngày được 100 cái. Lấy cái một cái tròn với hai cái tròn đi, hai cái bánh tròn đi. Cái tròn ở trong á. Dạ. Cam làm bự quá, bự hơn trên em nữa đó. Trên em làm cái nhỏ mà nhưng mà đường phía trên là màu trắng. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Cam nha các bạn, hai cái 10.000, cái 5.000 mà thấy bánh nó bự hơn trên mình á, trên mình làm đường cát. Ở đây mình sẽ gặp ngã tư nữa các bạn. Đó, phía đây là chợ nông sản thực phẩm nha. Chợ thực phẩm này cũng khá là dài luôn. Giờ mình sẽ đi tiếp vào phía trong chợ trái cây nha các bạn, bán rau, hoa, trái cây rất là nhiều luôn.
của Ninh Thuận. Nho Ninh Thuận hả? Nho Việt Nam chính tông. Wow, chứ phải là nho của bên biên giới đúng không? Không không phải, nho này là nho của Việt Nam. Của Trung Quốc, Trung Quốc là nó không có nho này. Còn Trung Quốc nó có nho trái bự á. Trái bự to đùng quá. Cho bằng cho Mỹ quá. Rẻ ha, 30 ký rẻ ha. Đây bán giá siêu rẻ mà bán được số lượng nó nhiều. Dạ. Bao thử mà. Cho đây cô ơi. Cho bao ngọt 1 ký 30 ngàn. 30 ngàn 1 ký cho bao ngọt đi cô ơi. Cho đây cô ơi. Này có anh bán trứng vịt. Em có mua hai cái bánh cam á. Cho đây cô ơi. À này có bán trứng vịt rất là nhiều luôn không ạ? Mấy con trứng không? Vô về cho bạn xem một trứng nha. Xem một trứng xíu nha anh. Đó, anh này mà bán trứng rất là nhiều nha. Tiệm của này tên Thuận. Cái này trứng vịt trắng nha anh. Cái này là trứng tươi 20.000 chục. Trứng dập. Trứng dập 20. Đó. Nhập 20.000 là sao bán? Đây là vịt muối, muối màu đen các bạn. Vịt muối không có đánh giá. Đây là vịt lộn các bạn. Rồi đây có bán trứng cút nữa nè. Cút bọc này là nhiêu tiền nha anh? 30 ha. Dạ anh. Con này cục vàng ở đó hả? Con này có gì anh? Có gì? Cưỡng à? Anh phải kêu nó là anh bay lại không? Anh kêu thử coi. Dạ. Nó thông minh lắm anh. Sáng giờ bán nhiều khách mà anh. Dạ. Thấy nãy em đi sớm lắm mà thấy đông lắm nên không có vô. Dạ, qua lễ mà. Dạ. Người Huyền mang chó đó hả? Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Đây có bán hoa tươi, trái cây rất nhiều luôn. Cái cây tươi các bạn ơi. Phải khách mua xong rồi về hết rồi. Quay ra, quay lên nổi tiếng luôn. Quay chưa đây, anh quay người mẫu. Đừng quay, đừng quay. Người Ấn Độ đó mới qua đó. Ấn Độ hả cô? Ấn Độ. Cô nói người nước gì? Người Ấn Độ mới qua đây đó. Ấn Độ mới qua. Nó giống Ấn Độ kêu người Ấn Độ. Giống thiệt ha. Giống Ấn Độ rồi rồi, hiện giờ Ấn Độ thì ghê lắm. Giống Ấn Độ kêu người Ấn Độ. Thấy ai bên phim đâu được tiền vậy? Không có để nói giúp cho nghe nè. Để còn bỏ trong những hình đây nè. Bỏ trong buồn gì nó quên lấy ăn bún bánh vô thì trả nè. Ôi là trời, vụ đó nữa chết rồi. Chạy lên, chạy lên, chết luôn, nó quay phim dính này rồi. Chết rồi, đồ đồ nào. Bỏ tiền trong bên này bánh gì lạ không? Cái đó bánh lá thôi. Bánh, bánh lá à? Mấy triệu trả tiền nè. Bánh gì lạ? Bánh chả bông. Chả bông. Nó chả tiền bông. Dạ, dạ, con nghèo con. Cháu nào? Có bà gì nữa không con? Trời quá vui vẻ luôn, dạ, con chào con nha. Đây có tiệm tạp hóa Phương Khí cũng khách cũng rất là đông nha các bạn. Rồi, ở đây mình gặp một cái ngã ba nữa nè. Ở đây ngã ba nó tư nhiều quá. Rồi mình đang đi vô chợ rau nha các bạn. Ở đây bán rất là nhiều rau. Rau nào cũng có. Củ qua, khoai cao. Cá luôn. Bên đây cũng có bán rau luôn các bạn ơi. Cá thằng lá. Cái này là cá rùa biển các bạn. Cá biển thường ở quê trong đồng trong ruộng rất là nhiều.
mà bây giờ cũng hiếm các bạn. Hiện tại thì cũng gần tới mùa chôm chôm rồi. Đi ra chợ này thì đa số sạp nào cũng có bán chôm chôm hết. Sông thì thường cái sông thường là nơi bà con đem đồ lên bán nên thấy vô lãi đậu rất là nhiều luôn nè. Bán bây giờ mới về cô? Bán cũng bây giờ bán mới về. Ba đồ. Cô vô hỏi cái này rau nhà hay là rau mình mua? Rau nhà. Dạ. Này trồng nhà hết hả cô? Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Ước gì con gần gần là con mua rồi. Còn sao quá mới Long Xuyên lận. Dạ con cho phép con quay cái cảnh với con rồi bán các. Trời ơi, bán rồi. Ở này có rất nhiều rau luôn nha các bạn. Cái này là rau đắng nè. Rau đắng nè. Bây giờ vậy chị? Mới ra đó. Mới ra hả? Ê, cái trái này hình như trái này luôn quen trái này nấu nấu cá ngon lắm nè. Đúng không chị? Cá giác là nấu với cá gì ta? Cá nâu. Cá nâu đúng rồi. Cá giác mà nấu với cá nâu thì tuyệt vời. Đây là lá gừng chị lấy gì nè? Cá cách. Cá cách nè. Cá chua. Cá cách xào với lịch. Cá cách xào chua. Chua một lịch cũng ngon. Đây là cái này là ngò ngò gâu. Cái này đồ nhà hết rồi chị. Quá tuyệt vời luôn. À, đây là đậu bắp. Ở đậu vàng. Chợ nào mình đi cuối chợ là muốn mua đồ đồng đồ ngon là cứ đi cuối chợ mà mua là ngon nhất. Còn gì này bán đậu vàng luôn hả chị? Cái gì em chọn cái chỗ mát bán còn gần với nắng vậy? Dạ em bây giờ em mua rồi em xa lắm. Em ở An Giang. Long Xuyên hả? Dạ. À, đây là đậu đũa nha mọi người. À, tôm này là tôm tôm tích tôm gì? Tôm sú biển hả? Số nhà vuông tôm vuông sáng giờ mới ăn sáng luôn hả chị? Dạ em về chơi đó. Ừ, quý chị ngồi ngoài nắng nghe các bạn, người nghe nhớ ủng hộ của chị nha, toàn là rau nhà rau sạch không à. Đây là cầu văn hóa nha các bạn, mình sẽ lên đầu cầu quay xuống cái bến nơi bà con sẽ nhập hàng lên bán cho các bạn xem nha. Đó, đây giống như là cái bến luôn các bạn, thì lên xuống hàng hóa đều qua cái bến này. Thì ở Cà Mau thì mà bà con đi đa số bằng xuồng ghe các bạn. Đó, trước mặt của mình là nơi sản xuất vỏ composite. Con sông rất là đẹp nhưng mà có cái chợ nên rác cũng khá là nhiều các bạn ơi. Ở Cà Mau thì chợ thường sẽ tập trung ở bến sông, tập theo mấy sông nha các bạn, không giống trên mình là trên mình chợ tập trung ở trên đồng bằng. Mít 10.000, sò voi 50.000. Đó, đây tôi mua chôm chôm nha các bạn. Sòi. Trên này trên đang mít này nè. Dạ.
quay up lên YouTube anh ơi. Dạ. Ủa tiệm anh không có tên nha. Dạ, em ở An Giang. Hả? Em ở An Giang là. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. À đây. Mọi người đi ngang chợ thì ghé ủng hộ tiệm sạp trái cây của anh chị này nha, các chị dễ thương. Có chân chơm hết các bạn, có một chân chơm mà chơm nhìn rất là đẹp luôn. Bữa nay tới 10 chân chơm hả chị? Dạ. Dạ chôm chôm này ở đâu vậy? Ở đây hay là ở trong không? Lấy chôm cồn mình lấy thơ Long Thắng đâu không ạ? À? À, vậy hả? Ừ. Xa dữ rồi, tới Đồng Nai luôn. Ừ. Chỗ nào đẹp bự ngon là lấy à. À trời ơi. Ừ. Dữ ha. Ngon bự rẻ tiền về bán dân mới được. Chị chôm chôm này chôm gì? Dạ chôm cồn. Cái này chị? Chôm này chôm cồn nè, chôm này là chôm Thái. Thái hả? À? Thái ký nhiêu? Thái 50. À, còn chôm cơm này? Chôm chôm cồn 35 ngàn. Vậy lên em ký này đi. Ôi cái này chứ mặn đây quá. Chứ mặn. Dạ mặn Hà Nội thì 7 chục anh ơi. Mặn Hà Nội. Hà Nội thì 7 chục. Dạ. Ok ok. Ủa bên này mấy gì chị? Dạ bích nghệ, bích thái. Bích thái hả? Bích thái sẽ ngồi kiếm 20. Rồi, để em lấy tiền trả chị nha. Dạ dạ. Bích thái ký 20 ngon lắm. Bích thái ký 20. Dạ. Đó, màu vàng tươi luôn. Nó nhãn nữa kìa. Nhãn sầu riêng. 60. Hiện tại thì cũng đến mùa sầu riêng nha các bạn. 100 ngàn một ký, 5 học. Sầu riêng hả chị? Sầu riêng loại 1. Năm học là năm muối đúng không? Đúng, năm muối. Rồi tiếp tục mình sẽ đi vô đường vô chợ cá nha các bạn. Ở đây là vô chợ cá. Giờ này chắc khách tới mua cá về hết rồi. Đây giờ này cũng 8-9 giờ các bạn. Bây giờ đi vô đây cũng tiếng đồng hồ rồi. Đây thì mới vô thì mình cũng gặp người bán trái cây. Rồi bán đồ sinh hoạt hàng ngày. Rổ, thao, chén. Ồ, đây là chợ thịt các bạn. Chợ thịt. Thịt heo, thịt bò. Trong chợ cá này thường mình thấy bán nhiều thịt heo, thịt bò đúng không? Cá thì ít. Đó, đây cô bán cá. Con này là con sò lòi hay cá kèo luôn? Cá kèo á. À, anh Hugo cá cha. Dạ. Cá lóc. Xé rồi, gây dần chỗ chế đồ ra nha. Dạ. Em đẩy gì lên đẹp luôn. Làm xin nổ máy rồi thôi. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây có một chế. À, đây có một chế các cái thương nè. Chế này cũng dễ thương nha. Chợ cá này có ít người bán các bạn. Quay gì? Dạ, quay YouTube. Quay chợ của cái nước này chị ơi. Lên YouTube để giới thiệu về chợ.
giới thiệu về chợ Cái Nước trong sorry chợ Việt Nam của đây. Mình đã đi xong chợ cá các bạn, chợ cá thì bán cá rất là thưa thớt rồi bán thịt nhiều. Ở phía đây là nhà làm chợ bán quần áo, giày dép, nhưng mà nhà làm chợ này rất là ít luôn các bạn ơi. Tại vì mình hỏi người dân thì họ nói là đây rất là hẹp nên chỉ bán ở ngoài thôi, không có bán trong nhà làm chợ nha. Rồi có lẽ video mình sẽ kết thúc tại đây. Mình đã đi giáp cái dòng chợ cho các bạn xem. Thì các bạn xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ thằng mình nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn rất nhiều. Đây là anh Gốc Nhà Quê nè. Các bạn nhớ ủng hộ Gốc Nhà Quê luôn nha các bạn. Cái đẹp trai và nhiệt tình. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.